Những thành tựu đã đạt được trong 40 năm qua, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện chuẩn bị chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề Lạc Dương âm sắc đại ngàn lan tỏa. Nội dung gắn liền với mảnh đất, văn hóa, con người, từng giai đoạn lịch sử phát triển của huyện nhà. Đây cũng là món quà chào đón các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị khách quý về dự buổi lễ trọng đại này. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương. Chương 1, Lang Biang huyền thoại. Chương 2, rừng xanh miền cổ tích. Chương 3, Lạc Dương kết nối vòng xoan. Với sự tham gia biểu diễn của các diễn viên, nghệ nhân cồng chiêng, người con buôn làng Lang Biang, ca sĩ Vũ Công, cộng tác viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện. Nhân dịp này, chương trình muốn giới thiệu đến quý vị một số tác phẩm viết về huyền thoại Lạc Dương của các nhạc sĩ là người con sinh ra và lớn lên của buôn làng như nhạc sĩ Krasandik, Grayson Bling. Ngoài ra còn có những nhạc sĩ đã dành cho Lạc Dương những tình cảm sâu sắc trong suốt những năm qua như nhạc sĩ Dương Toàn Thiên, Quỳnh Hợp, Trần Hoàng, Văn Tuấn Anh, Vũ Uy, Minh Thu và còn nhiều tác phẩm của các nhạc sĩ khác sẽ gửi đến quý vị trong dịp khác.
chỉ đạo nội dung, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương, chỉ đạo nghệ thuật Thanh Thủy, thực hiện Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện. Ekip thực hiện, kịch bản và đạo diễn nhạc sĩ Vũ Uy, biên đạo múa Đa Kích Blim Hải Yến, thể hiện lời Bình, Đức Thọ, Minh Thư, âm thanh ánh sáng Văn Hòa, Thành Vương, sân khấu Phi Vũ, màn hình LED B-Music. Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng lễ kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Lạc Dương, chủ đề Lạc Dương âm sắc đại ngàn lan tỏa, xin phép được bắt đầu. Mảnh đất phì nhiêu, mạch nước mát lành, từng thớ đất cứ mọc lên thảm màu xanh. Núi và trời cứ vẫn vít gần gũi, muông thú hoang vẫn hồn nhiên xải cây cổ thụ, dòng thác ngàn năm vẫn êm ả hiền hòa, nhịp điệu rừng xanh cứ vang lên thang âm. Dấu chân tiền khởi còn lưu dấu chốn này, thank you.
ta được sinh ra, dưỡng nuôi và chở che từ rừng xanh. Em yêu rừng và thầm mến chàng, bởi anh là chàng trai hùng mạnh nhất núi rừng. Em biết rằng phía trước luôn cản trở bởi luật tục của bon làng khắt khe. Em không thể rời chàng dẫu vạn vật xoay chuyển. Thề tình không tròn chung thủy hỏa núi non. Bông đom lê anh cành tám tròn, lòng bờ nà anh cành tám son, đi ở mơ đi sơn ở mơ, đã rơi sáng anh cành tô man, lê sâm ba anh cành ôm bù. Quê bờ nổ anh cánh xa ba, đi ở mơ đi sơn ở mơ, chỉ tâm bố anh cánh rên sông, chỉ tâm crong anh cánh rên hàng, lặng chỉ đường anh cánh rên hè. Đừng ai mơ, đừng đang gần ngoài mơ. Tâm chú cô, anh cần lời tha. Tâm chú pha, anh cần lớn con. Rồng con này, đỡ bố ui bố. Đi ở mơ, đi sơ ở mơ. Anh cần tia xa, sơ ba thi gung. Anh cần tia ao, bậc cao đi gung. Anh cần ôm gung, đi ở mơ, đi xa ở mơ. Một bơi bốt cành chỉ lơ ngâu, một bơi tàu cành chỉ lơ ngài, một bơi giam cành tám ta ngon. Đúng ai mơ từng găng gần ngoài mơ, đúng ai mơ từng găng gần ngoài mơ, đúng ai mơ từng găng gần ngoài mơ. Tôi lang thang giữa suối ngàn, rừng xanh che tôi cái nắng cái rét.
con suối cho tôi qua cơn khát thèm sữa mẹ. Rau trên rừng, cá dưới suối, cho tôi no cái bụng. Ôi đại ngàn thật bao dung, mảnh đất này sẽ đơm hoa đậu trái. Sống của ta trên nương giấy, dưới con suối thân quen, trong rừng sâu gần gũi, rau rừng, bắp nương, lúa ruộng, cá suối, thú hoang, đã nuôi ta qua từng tháng ngày đói no. Hoang sơ đấng dùng lửa sáng
hồn thiên cao nguyên vẫn lưu dáng hình cây thần chi ba. Yeah, 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 yeah. Chuyện xưa Quang Tông cứu bao dân làng công sức của anh ta. Yeah, 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 yeah. Yuklastumur Hyperstoria không còn tung hoành. Yeah, 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 yeah. Dù đang nơi đâu vẫn luôn nghiêng mình dáng núi sừng châu. Trời bình minh xua tan đi bóng đêm đen. Dù xanh vang tiếng muôn loài sống như nhau. Chuyện tình yêu lang biang còn mãi vang xa. Còn chuyện đến nơi chân trời mới bao la. Từng đàn chim chưa lang tung đôi cánh lan tin tin vui khắp nơi. Vội chán đang trong cùng về đây. Từng hàng tre thơ nồng chảy nhiều như con suối. Ôi ngọn núi Lang Biang, ngọn núi thiêng. Ôi miền đất Lang Biang huyền thoại truyền tình. Ôi ngọn núi Lang Biang, ngọn núi thiêng. Tiếng tù và già làng đã vang khắp núi đồi, báo hiệu con làng tụ hội về đây dưới mái nhà dài để tạ ơn các chàng, cho vụ mùa vô lúa hùi chĩu vai, cho bon làng con cháu đều khỏe mạnh, tình đoàn kết gắn bó yêu thương. Với chàng trai hãy nhịp nhàng tấu chiêng, với cô gái hãy rộng cánh tay kết nối điệu xoan. Rừng đã tỏa hương, chim túc nao đã hót múa trên những mầm non xanh, mặt trời đã lên đón bình minh tươi đẹp, nhộn nhịp bon làng mừng đón xuân sang. Long lanh gọi bình minh nói chuyện rung rinh
cả rừng cây, đám mây xanh ngừng chạy, gọi dậy lũ kiến bầy. Chim thúc nào hót, chim thúc nào hót, mùa xuân đã đến nỗi chim không lên hê. Nghe tiếng chim thúc nào hót, gió thì thầm hát theo. Nghe tiếng chim thúc nào hót, xôn xao cả đại nhà. Trời xanh trong nắng, lung linh vàng rực cỏ cây. Ngân nga tiếng cò hồng chiêng. Chim thúc nào hót, chim thúc nào hót, êm êm trong vòng xoan từng bừng sao rực lời ca. Tây Nguyên đón xuân về sao rực lời ca. Tây Nguyên đón xuân về trong vòng xoan từng bừng sao rực lời ca. Tây Nguyên đón xuân về sao rực lời ca. Tây Nguyên đón xuân về. Lê, 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 lê
mời em về xứ mây ngàn, cao nguyên anh bình yên huyền diệu, để đắm chìm trong áng mây chiều nhẹ buông, tắm dòng suối trong từ mạch nguồn núi mẹ, đêm xuống trong ngôi nhà treo leo đỉnh núi, nghe cung điệu nhạc rừng, bình minh lên ngắm hoa dại, hòa tiếng muông thú tấu vang. Em ơi về, về trên núi cao, quen hoa rừng và quen với mây, về mà núi đồi làm bằng thắm xanh, trời làm bằng sương rơi màu mơ màng trên không xa, nhìn ra suối hoa anh che nhà của hai chúng ta, nhà đầy hoa bên cạnh nhà bầy sơn ca, gần nhà bầy thiên nga đêm. Mẹ ơi,
trúc tích, sơn nữ thuần khiết có quyền vào hoang dã. Giữa núi rừng êm ả vắng bóng người qua, lữ khách lạc đường bất chợt đứng nhìn, ngắm thảm hoa rừng quên cả lối đi. Một đêm trong rừng vắng, ánh trăng chênh chếch đầu gành thấp thoáng bóng cô sơn nữ miệng cười xinh xinh. Một đêm trong rừng núi, có anh lữ khách nhìn trời xa xa ngắm trăng say đắm một mình bâng khuâng. Một đêm trong rừng vắng, có cô sơn nữ miệng cười khúc khích ngắm anh lữ khách rồi lòng bâng khuâng. Một đêm trong rừng núi, có anh lữ khách nhìn trời xa xa biết đâu sơn nữ nhìn mình đang đang. Sơn nữ ơi, đời ta như cánh chim chiều phiêu bạc thời gian phun phút trời mây. Sơn nữ ơi, đừng làm thắc mắc cho lòng khô cạn từ nay nước mắt đầy vơi. Sơn nữ ơi, thời gian lôi cuốn bao lần bên rừng đầy hương bát ngát trời thu. Sơn nữ ơi, đành lòng sống với bên rừng thơ mộng cùng hòa với lá ngàn hương. Hãy nhìn trăng lên rồi lu mờ dần, hãy nhìn mây bay thiết tha về ngàn chờ đợi tay người sơn nữ. Sơn nữ ơi, làm chi cho đớn đau lòng trong một thời gian rồi thương rồi nhớ. Sơn nữ ơi, hoàng hôn xuống dần đợi chờ ai đây. Đêm trong rừng vắng, có cô sơn nữ miệng cười khúc khích ngắm anh lữ khách rồi lòng bâng khuâng. Một đêm trong rừng núi, có anh lữ khách nhìn trời xa xa biết đâu sơn nữ nhìn mình đăm đăm. Sơn nữ phiêu bạc thời gian vun vút trời mây. Sơn nữ ơi, đừng làm thắc mắc cho lòng khô cạn từ nay nước mắt đầy vơi. Sơn nữ ơi, thời gian lôi cuốn bao lần bên rừng đầy hương bát ngát trời thu. Sơn nữ, bên rừng thơ mộng cùng hòa với lá ngàn hương. Hãy nhìn trăng lên rồi lu mờ dần, hãy nhìn mây bay thiết tha về ngàn chờ đợi tay người sơn nữ. Khi nhìn chim bay bay đi tìm đàn, khi nhìn gió cuốn lá thu rời cành buồn bay lên người sơn nữ. Sơn nữ, làm chi cho đớn đau lòng trong một thời gian rồi thương rồi nhớ. Sơn nữ ơi, hoàng hôn xuống dần đợi chờ ai đây. Sơn nữ ơi, hoàng hôn xuống dần đợi chờ ai.
giữa muôn ngàn hoa trên phố khoe sắc màu, anh đào phượng tím rơi ngập lối đi, hoa em e ấp nơi núi rừng hoang dại vẫn tỏa hương khoe sắc cho phố thêm xuân. Cơ ho vui lan dừng xuống chờ, nhịp chân rộn vang dục chân bước vội. Kia em nhìn ai xôn xao phố núi. Mùa xuân cùng em vui xuống chờ. Kia em tìm ai mà chân bước vội. Kia em nhìn ai cho chiều phố núi tranh trao. Sắc hoa lan giữa thắm thiết hoa đào và dân trời phượng đi, em cùng ai giữa phố hoa hò hẹn. Hương rừng em cho Đà Lạt nên thơ, hương rừng em cho Đà Lạt thêm xuân. Cô gái cơ ho vui lan dừng xuống chờ, nhịp chân rộn vang dục chân bước vội. Kia em nhìn ai xôn xao phố núi. Mùa xuân cùng em vui xuống chờ. Kia em tìm ai mà chân bước vội. Kia em nhìn ai cho chiều phố núi tranh trao. Em ngẩn ngơ giữa rực sắc hoa lan, giữa thắm thiết hoa đào và dân trời phượng đi, em cùng ai giữa phố hoa hò hẹn. Hương rừng em cho Đà Lạt nên thơ, hương rừng em cho Đà Lạt thêm xuân. Cơ ho vui lan dừng xuống chờ, nhịp chân rộn vang dục chân bước vội. Kia em nhìn ai xôn xao phố núi. Mùa xuân cùng em vui xuống chờ. Kia em tìm ai mà chân bước vội. Kia em nhìn ai cho chiều phố núi tranh trao. Sắc hoa lan giữa thắm thiết hoa đào và dân trời phượng đi, em cùng ai giữa phố hoa hò hẹn. Hương rừng em cho Đà Lạt nên thơ, hương rừng em cho Đà Lạt thêm xuân. Em ngẩn ngơ giữa rực sắc hoa lan, giữa thắm thiết hoa đào và dân trời phượng đi, em cùng ai giữa phố hoa hò hẹn. Hương rừng em cho Đà Lạt nên thơ, hương rừng em cho Đà Lạt thêm xuân. Hương rừng em cho Đà Lạt nên thơ, hương rừng em cho Đà Lạt thêm xuân. Thank you.
cơn gió lốc quay tròn, bướm bướm dập dờn khắp nẻo đường bụi đỏ. Em vui vui hàng từ phố về buôn, Tây Nguyên mùa khô quỳ vàng rực rỡ nở. Từng bước em đi bát ngát hương rừng, nức nẻ cửa mộ hoa rừng ngào ngạt. Em ngực trần con mưa đi qua tôi chiều ngân nga. Ánh sáng Tây Nguyên mùa khô nghe bồi hồi thương nhớ. Xôn xao Tây Nguyên mùa khô vang dền lời chiêng hát. Ngọt ngào mùi lúa nương, ngọt ngào dòng suối chảy. Dịu dàng tiếng em, dịu dàng hương cỏ, cỏ khát đó. Em vui vui hàng từ phố về buôn, Tây Nguyên mùa khô quỳ vàng rực rỡ nở. Từng bước em đi bát ngát hương rừng, nức nẻ tương mộ hoa rừng ngào ngạt. Em ngực trần cống nữa đi qua tôi chiều ngân nga. Từng bước em đi bát ngát hương rừng, nức nẻ tương mộ hoa rừng ngào ngạt. Em ngực trần cống nữa đi qua tôi chiều ngân nga. Lạc Dương, nơi hội tụ nhiều dân tộc anh em, bản sắc văn hóa phong phú, tình đoàn kết keo sơn giữa các cộng đồng, cùng đồng tâm góp sức xây dựng Lạc Dương từng ngày phát triển. Thank you.
rộng lớn với những con đường nối dài thênh thang, những công trình tráng lệ từng ngày mọc lên, các khu du lịch náo nhiệt đón khách, đêm buôn làng luôn rộn vang cổng chiêng, tạo lên một Lạc Dương nhộn nhịp năng động. Tiếng vui say mến nồng, đình làng nghệ an trên mây thênh thang, Lạc Dương từng ngày đổi mới. Từ thắng đan kia qua thung lũng vàng, ngàn thông giao duyên mơ màng, cùng vui lên nương trời xanh xa xăm, đời vui sướng sâu dân trào. Lạc Dương vui ngày hội lớn, chung tay bên nhau vươn tầm cao mới, bao nhiêu con tim hướng về Lạc Dương bình minh lên mùa xuân hát, nhịp chiêng buôn làng hoa vang, mẹ say yêu thương dịu cơn công vinh, em yêu quê hương yêu Lạc Dương hơn.
thiên thà là dương từng ngày đôi mới. Từng thắm đan kia qua thung lũng vàng ngàn thông giao duyên mơ màng, cùng vui lên nương trời xanh xa xăm để vui sức sống dâng trào. Lạc dương vui ngày hội lớn, hoa muôn màu quê xa, chung tay bên nhau vươn tầm cao mới, bao nhiêu con tim hướng về Lạc Dương bình minh lên mùa xuân hạ, nhịp chiêng buôn làng hoa vang, mẹ say yêu thương dù cần công vi em yêu quê hương yêu Lạc Dương hơn. Lạc Dương vui ngày hội lớn, chúng ta bên nhau vươn tầm cao mới, bao nhiêu con tim hướng về Lạc Dương bình minh lên mùa xuân hạ, những chiêng buôn làng hoa vang, mẹ dạy yêu thương dù cần công vin, thêm yêu quê hương yêu Lạc Dương hơn, thêm yêu quê hương yêu Lạc Dương hơn, thêm yêu quê hương. Năm qua, một cao nguyên kỳ vĩ, núi rừng điệp trùng, hoang sơ, với những khối óc, trí tuệ, tâm huyết của Đảng, chính quyền cùng nhân dân qua nhiều thế hệ của Lạc Dương đã làm cho mảnh đất này chuyển mình theo tầm nhìn rộng, xa, bền vững, mở rộng kết nối các nhà đầu tư uy tín, tiếp tục phát triển rau hoa nông nghiệp công nghệ cao, thương hiệu cà phê Lang Biang, cá tầm nước lạnh, các điểm du lịch gắn liền với danh lam thắng cảnh, với văn hóa bản địa. Lang Biang mến thương là quê hương Lạc Dương, theo dấu chân cội nguồn cha ông chân trần lập phương, khởi nguồn sống mới tình bác càng dần lối, đất níu chân người Lạc Dương đón mùa xuân tươi. Giàu bản sắc, mạnh về kinh tế, đoàn kết để xứng đáng một cao nguyên Lang Biang hùng vĩ, lung linh, âm vang, vươn lên một tầm cao mới. Thank you.
thuật đặc sắc, lạc dương âm sắc đại ngàn lan tỏa đến đây là kết thúc. Minh Thư xin thay mặt Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, xin thay mặt cho ekip thực hiện, các nghệ nhân, các ca sĩ, nghệ sĩ, xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chúc quý vị sức khỏe và thắng lợi. Xin chúc cho buổi lễ thành công, tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, xin cảm ơn chương trình văn nghệ của Trung tâm Thông tin và Thể thao huyện Lạc Dương. Sau đây, xin mời đại diện đội văn nghệ lên sân khấu để nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo huyện. Xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Triều, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy lên tặng hoa chúc mừng đội văn nghệ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Cảm ơn đội văn nghệ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, cách đây vừa tròn 40 năm, ngày 14 tháng 3 năm 1979, Hội đồng Chính phủ đã ban hành quyết định số 116 CP thành lập huyện Lạc Dương. Đây là sự kiện mở đầu giai đoạn huyện Lạc Dương định hình thành về mặt pháp lý và tích cực chuẩn bị các điều kiện để xây dựng, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng. Từ chỗ có điểm xuất phát rất thấp, khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, đồng sức, đồng lòng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân, đến hôm nay, huyện Lạc Dương đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Để ghi nhận sự nỗ lực cố gắng vươn lên của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc huyện Lạc Dương, được sự đồng ý của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, hôm nay huyện Lạc Dương long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 40 năm huyện Lạc Dương hình thành, xây dựng và phát triển. Về tham dự buổi lễ hôm nay, huyện Lạc Dương rất vui mừng và hân hạnh được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân về tham dự. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí Ca Mác, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí Trung tướng Hoàng Văn Minh, Phó Giám đốc Học viện Lục quân. Các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân các huyện. Về tham dự buổi lễ hôm nay có các đồng chí lãnh đạo, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành và lãnh đạo đoàn thể của tỉnh Lâm Đồng, các đồng chí đại diện lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân các huyện kết nghĩa với huyện Lạc Dương, đó là huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, huyện Bắc Ái, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, huyện Lắc, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, thành ủy, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Về phía huyện Lạc Dương, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Triều, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy. Đồng chí Sử Thanh Hoài, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Các đồng chí trong thường trực huyện ủy, ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đồng chí nguyên là bí thư, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các đồng chí lãnh đạo cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện, các đồng chí bí thư, chủ tịch Hội đồng Nhân dân, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn Lạc Dương. Tham dự buổi lễ hôm nay có các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng đã từng sống, chiến đấu và công tác trên địa bàn huyện Lạc Dương, các đồng chí nguyên là huyện ủy viên qua các thời kỳ, các đồng chí nguyên trưởng các cơ quan đơn vị chuyên môn trực thuộc huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện đã nghỉ hưu hoặc đang còn công tác và đang sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Dương và thành phố Đà Lạt, đại diện gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng, các tầng lớp nhân dân và đặc biệt có sự của 40 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc được khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Lạc Dương. Và một lần nữa, xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể nhân dân đến dự buổi lễ hôm nay. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Sử Thanh Hoài, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện lên đọc diễn văn lễ kỷ niệm. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng. Kính thưa đồng chí Trần Đức Quần, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân. Hôm nay, trong không khí vui tươi, phấn khởi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Dương long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện, 14 tháng 3 năm 1979, 14 tháng 3 năm 2019. Thay mặt lãnh đạo huyện Lạc Dương, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Trung ương, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các thành phố, các huyện bản, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, các vị đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân đã về dự lễ kỷ niệm hôm nay. Xin kính chúc các đồng chí, quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân, huyện Lạc Dương có vị trí chiến lược ở Nam Tây Nguyên. Trong kháng chiến chống Mỹ, Lạc Dương từng là căn cứ của khu ủy khu 6 và tỉnh ủy Tuyên Đức.
đồng bào các dân tộc Lạc Dương có truyền thống anh hùng trong chiến đấu, cần cù trong lao động sản xuất. Ghi nhận những đóng góp của Lạc Dương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho xã Đa Cháy, phong tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho một cá nhân, tặng hai huân chương quân công cho cán bộ và nhân dân huyện Lạc Dương. Hàng nghìn lượt các tập thể, cá nhân đã được tặng thưởng các danh hiệu thi đua trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Năm 1979, huyện Lạc Dương được tái lập theo quyết định 116 CP của Hội đồng Chính phủ. Từ buổi đầu mới được tái lập, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Dương phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Cùng một lúc vừa phải tập trung xây dựng và củng cố tổ chức đảng, bộ máy chính quyền các cấp, giữ vững chính trị, trật tự an toàn xã hội, vừa phải tổ chức sản xuất để ổn định cuộc sống cho nhân dân. Trong điều kiện lực lượng phun rô chống phá quyết liệt, dân cư phân tán, sản xuất lạc hậu, chủ yếu là du canh, du cư, mặt bằng dân trí thấp, dịch bệnh hoành hành, kết cấu hạ tầng thấp kém, đời sống của người dân hết sức khó khăn. Ngay sau khi tái lập, trong suốt chặng đường ấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lạc Dương cùng với cả tỉnh đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của thời kỳ khủng hoảng kinh tế, tiến hành công cuộc đổi mới và đạt được những thành tựu rất quan trọng và toàn diện. Đến nay, với dân số 72% là đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thực hiện hiệu quả chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, tập trung sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, giá trị bình quân trên 1 hecta canh tác năm 2018 đạt trên 250 triệu đồng. Đặc biệt, bà con đồng bào dân tộc thiểu số từ chỗ chỉ biết trồng lúa, tỉa bắp thì đến nay đã có hàng trăm hộ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Các tiềm năng thế mạnh của huyện đang từng bước được phát huy hiệu quả. Đến nay, huyện đã thu hút được nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực thủy điện, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao với nguồn vốn đã đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, thu ngân sách. Năm 2005, trên địa bàn huyện mới chỉ thu được 4,1 tỷ đồng, thì đến năm 2018 này đã thu đạt gần 108 tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, cải tạo, nâng cấp, đã xây dựng đưa vào sử dụng một số công trình lớn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trước mắt cũng như lâu dài, góp phần quyết định cải thiện đáng kể bộ mặt đô thị và nông thôn. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, xây dựng nguồn nhân lực thường xuyên được quan tâm và tiếp tục đạt được nhiều thành tích mới. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, xây dựng trường chuẩn quốc gia được chú trọng. Từ chỗ trường lớp chủ yếu là tranh tre, nứa lá, năm 2010 chỉ đạt 5,3%, thì đến nay đã có 76% trường đạt chuẩn quốc gia. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của nhân dân được chú trọng, mạng lưới y tế được củng cố, đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ khám chữa bệnh từng bước được nâng cao. Chất lượng dân số được nâng lên, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc được bảo tồn, không gian văn hóa cồng chiêng được khai thác, phát huy có hiệu quả, các hủ tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi. Du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, với kết quả năm 2018, huyện Lạc Dương đón 1,6 triệu khách du lịch. Thực hiện đầy đủ kịp thời chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững đạt kết quả vô cùng to lớn. Năm 2010, huyện Lạc Dương còn 14% hộ nghèo, thì đến cuối năm 2018, số hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều trên địa bàn huyện còn 5,2%. Trong đó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn 7,3%, thấp hơn tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số của toàn tỉnh là 8,5%. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả đáng khích lệ. Các xã của Lạc Dương hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới từ các xã đặc biệt khó khăn. Nhưng đến cuối năm 2018, toàn huyện
đã có 3 trên 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trên mặt trận quốc phòng, an ninh, chúng ta đã đấu tranh làm tan rã và là một trong những địa phương đầu tiên giải quyết dứt điểm vấn đề phun rô. Trong những năm qua, quốc phòng, an ninh liên tục được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được tăng cường. Đây là tiền đề rất quan trọng để Lạc Dương tiếp tục phát triển. Hệ thống chính trị của huyện được xây dựng và củng cố vững mạnh, đảm bảo lãnh chỉ đạo toàn huyện thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị qua các thời kỳ, củng cố và phát triển các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được Đảng bộ huyện quan tâm. Năm 2005 chỉ có 24 tổ chức cơ sở đảng, 475 đảng viên, thì đến nay đã có 35 tổ chức cơ sở đảng với 1.335 đảng viên. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện luôn phát huy được vai trò của mình qua từng giai đoạn phát triển của huyện, là nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân. Những thành tựu, công sức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lạc Dương sau 40 năm thành lập là hết sức phấn khởi và tự hào. Song chúng ta vẫn còn những khó khăn, thách thức như liên kết sản xuất và tìm đầu ra cho nông sản thực hiện còn ít, thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến và bảo quản nông sản, chất lượng, hiệu quả của sản phẩm hàng hóa chỉ mới bước đầu. Việc phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, san ủi đất trái phép vẫn còn diễn ra ở một số nơi. Cơ sở hạ tầng chưa thực sự đồng bộ để phát triển, còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt như giao thông, thủy lợi, hạ tầng đô thị, môi trường, vân vân. Kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, hộ cận nghèo còn cao, đời sống của một bộ phận người dân còn gặp khó khăn, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định. Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân, trong chặng đường mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lạc Dương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 10 với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát huy sức mạnh toàn dân, huy động mọi nguồn lực, tiếp tục đưa Lạc Dương phát triển bền vững. Huyện Lạc Dương sẽ tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp để phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, từ đó đưa huyện Lạc Dương sớm trở thành huyện giàu đẹp và văn minh. Thứ nhất, tranh thủ các nguồn lực, đề xuất tỉnh quan tâm, hỗ trợ để tập trung đầu tư hạ tầng một cách đồng bộ, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà, hoàn thiện hệ thống quốc lộ 27C, đường Trường Sơn Đông, kết nối các tuyến đường, tỉnh lộ, nối với huyện, từ huyện Lạc Dương với huyện Đam Rông, huyện Lâm Hà, xây mới, mở rộng các tuyến đường nối thành phố Đà Lạt, tập trung xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông kết nối khu và vùng nông nghiệp công nghệ cao, hoàn thành hạ tầng điện, nước sinh hoạt, hồ thủy lợi, bưu chính viễn thông, vệ sinh môi trường, vân vân. Thứ hai, tập trung kêu gọi đầu tư các nhà máy chế biến nông sản, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã gắn với chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp, phát triển mô hình sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, không hóa chất, gắn với thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Thứ ba, triển khai tốt các nhiệm vụ theo phân công của Ủy ban Nhân dân tỉnh để kêu gọi và sớm triển khai dự án khu du lịch quốc gia Đăng Kia Suối Vàng theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhân dịp lễ kỷ niệm hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương xin báo cáo và công khai quy hoạch khu du lịch quốc gia Đăng Kia Suối Vàng có diện tích khoảng 4.000 hecta, trong đó các khu vực tập trung phát triển du lịch, hình thành các phân khu chức năng chính rộng khoảng 760 hecta. Tại đây, các sản phẩm du lịch chủ đạo sẽ được phát triển như sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch thể thao, vui chơi, giải trí, du lịch gắn với sinh thái nông nghiệp, dược liệu và các sản phẩm du lịch phụ trợ. Riêng sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng sẽ triển khai với đặc thù về điều kiện khí hậu, cảnh quan để phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng ven hồ, nghỉ dưỡng gắn với thể thao golf, chăm sóc sức khỏe,
sắc đẹp, giáo dục, nghiên cứu khoa học, v.v. Sau khi các dự án đi vào hoạt động, dự kiến năm 2025 sẽ có khoảng 3.700 buồng lưu trú. Phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 7.000 buồng lưu trú. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 đón khoảng 3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 56.000 lượt. Đến năm 2030 đón khoảng 5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 100.000 lượt. Tổng thu từ du lịch theo giá hiện hành đến năm 2025 đạt trên 1.200 tỷ đồng và phấn đấu đến năm 2030 đạt khoảng 3.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện Lạc Dương sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch có nét đặc trưng, có tính cạnh tranh cao, mang thương hiệu du lịch Lạc Dương như du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch canh nông và du lịch môi trường rừng. Thứ tư, tập trung thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến hết năm 2020, huyện Lạc Dương có 100% xã đạt xã nông thôn mới và huyện Lạc Dương trở thành huyện nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 5%. Tranh thủ các nguồn lực của các tổ chức quốc tế để xây dựng đề án cảnh quan bền vững không mất rừng nhằm cải thiện sinh kế của người dân gắn với bảo vệ và phát triển rừng một cách bền vững. Thứ năm, tập trung quyết liệt xây dựng chính quyền điện tử gắn với cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Trước mắt, trong năm 2019, Lạc Dương sẽ triển khai hệ thống điều hành văn bản điện tử, hệ thống một cửa hiện đại, hệ thống ISO cho tất cả các xã thị trấn trên địa bàn. Thứ sáu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, đảm bảo xây dựng huyện Lạc Dương bình yên cho nhân dân, trở thành vùng đất đáng sống, là địa bàn an toàn, thân thiện cho các nhà đầu tư. Thứ bảy, Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành sớm các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 10 đã đề ra, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Kiện toàn đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện phù hợp với giai đoạn mới, phát triển mới. Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân, phát huy truyền thống của quê hương Lạc Dương, kế thừa và phát huy công sức, thành quả của nhiều thế hệ, với sự quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tất cả đảng viên, cán bộ, quân và nhân dân toàn huyện. Trong niềm vui hôm nay, chúng ta mãi mãi tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí đã chiến đấu, anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì quê hương Lạc Dương thân yêu. Tri ân các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân qua các thời kỳ lịch sử đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng quê hương, để chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp ngày hôm nay. Chúng ta vô cùng biết ơn sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự giúp đỡ chí tình đầy hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể và sự quan tâm động viên to lớn của các huyện, thành phố trong và ngoài tỉnh. Nhân dịp này, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong huyện, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần lập nên những thành tựu to lớn và toàn diện của huyện Lạc Dương trong thời gian qua. Trong không khí tự hào và tràn đầy niềm tin, khí thế, quyết tâm mới, thay mặt lãnh đạo huyện, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân huyện nhà tiếp tục đồng tâm, hợp lực, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và sâu rộng công cuộc đổi mới,
quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng quê hương Lạc Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Xin trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị khách quý, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin thay mặt ban tổ chức, xin cảm ơn đồng chí Sử Thanh Hoài, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, để nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của huyện Lạc Dương qua chặng đường 40 năm qua, ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng theo dõi phóng sự về huyện Lạc Dương. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng được tái lập theo quyết định số 116 CP ngày 14 tháng 3 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ. Tuy nhiên, do địa giới hành chính khá rộng, địa hình phức tạp, gây khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, cho nên ngày 17 tháng 11 năm 2004, Chính phủ đã ban hành nghị định số 189/2004 NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Lạc Dương, Lâm Hà và thành lập huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, các xã Đà Long, Đà Tông và Đầm Ròn của huyện Lạc Dương được điều chỉnh về huyện mới Đam Rông. Xã Đa Nhiêm được thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Đa Chay. Huyện Lạc Dương hiện có 6 đơn vị hành chính gồm Đa Sa, Đa Nhiêm, Đa Chay, Đơn Cờ Nớ, Xã Lát và thị trấn Lạc Dương với dân số 27.388 người. Trong đó có 71,57% dân số là người dân tộc thiểu số như ngày nay. Sau 40 năm thành lập, với sự lãnh chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và sự đoàn kết nỗ lực vượt khó của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, đã từng bước vượt qua khó khăn thử thách, vươn lên phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, biến vùng đất hoang sơ trở thành một địa phương đang trên đà phát triển của tỉnh Lâm Đồng. Lạc Dương những ngày đầu mới thành lập, thuở sơ khai ấy chỉ là một vùng đất hoang sơ, dân cư thưa thớt, cơ sở hạ tầng hầu như chưa có gì, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Tình hình an ninh chính trị còn nhiều bất ổn, dân cư chủ yếu là người Lạch, người Chiêu chiếm đến 98% dân số và cũng bằng ấy phần trăm dân số theo đạo Tin Lành và Thiên Chúa giáo. Lúc mới thành lập, dân số toàn huyện chỉ hơn 14.000 người, kể cả 3 xã vùng Đầm Ròn. Tuyệt đại bộ phận là đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên, với tập quán ngàn đời phát nương làm rẫy, sống du canh du cư. Diện tích gieo trồng chỉ hơn 1.000 hecta, sản lượng lương thực chưa đến 2.000 tấn. Mặt bằng dân trí lúc bấy giờ hết sức thấp kém, chỉ một bộ phận rất nhỏ trong dân chân biết chữ. Ốm đau, bệnh tật hoành hành, đặc biệt là sốt rét kéo dài quanh năm. Hạ tầng hầu như chưa có gì, đường giao thông về các xã chủ yếu là đường tạm, không vào cấp. Hệ thống thông tin liên lạc chỉ chủ yếu dựa vào hệ thống vô tuyến điện của bộ đội. Trụ sở hành chính của huyện và các cơ quan chuyên môn, cơ quan đảng, các đoàn thể đều phải mượn tạm nhà dân để làm việc. Trường học, trạm y tế, trụ sở xã chỉ toàn tranh tre nứa lá. Đội ngũ cán bộ chủ yếu tăng cường từ các tỉnh khắp mọi miền tổ quốc, từ cán bộ chủ chốt của các xã đến đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế đều làm việc theo chế độ tăng cường. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị hết sức phức tạp. Một bộ phận lớn tầng lớp thanh niên, trung niên nghe theo tổ chức phun rô trốn vào rừng hoạt động chống phá cách mạng. Những năm là 78, 79 rồi cho đến 85 thì nhân dân huyện Lạc Dương lúc bây giờ đó là còn gặp nhiều rất khó khăn. Thì cụ thể là về đường xá này, đi lại là phải nói là từ đây xuống dưới cơ sở là khó, toàn là đi bộ. Tức là ở tại huyện mà mỗi lần đi xuống đó là các xã Đầm Ròn rồi Đương Cờ Nớ là phải đi là từ 4 giờ sáng mới tới nơi.
đường xa, thì tôi nói là khó khăn là đợt, lúc đó phương tiện giao thông đi lại khó. Cái thứ hai nữa là cái đời sống của người dân là khổ đó. Là lúc đó là chúng tôi xuống dưới đó là phải nói rằng là đời sống của người dân là nó rất đói, đói khổ. Thì hàng năm là cứ nhà nước phải hỗ trợ cho người dân là từ 3 đến 6 tháng về lương thực. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là về học hành của các cháu là lúc bây giờ là không có trường lớp. Đến năm 83 đó thì lúc đó là mới có trường tre nứa thôi, trên tre nứa. Rồi tới là năm đến năm là 86, 87 là lúc đó là xây dựng được trường mà không đáng kể. Và cái thứ tư là bệnh tật. Bệnh tật là nó là lúc đó là dân là sốt rét, mà kể cả cán bộ anh em là tăng cường xuống đó làm cùng với dân là cũng sốt, sốt lên sốt xuống. Đời nó tốn là đời trong lúc bây giờ. Nhờ sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước, của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sự ủng hộ giúp đỡ của các sở, ban, ngành của tỉnh, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện nhà, sau 40 năm, Lạc Dương hôm nay đã có bước phát triển vượt bậc. Đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt, diện mạo quê hương đổi mới từng ngày, quốc phòng an ninh được đảm bảo, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố và tăng cường. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sự quan tâm đặc biệt của nhà nước, được cụ thể hóa bằng các chính sách, các dự án đầu tư như chương trình 327, chương trình định canh định cư, xây dựng xã điểm, xây dựng trung tâm cụm xã, các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, giáo dục, y tế. Đặc biệt là các dự án thuộc các chương trình 134, chương trình 135, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình khác hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong những năm qua đã làm cho đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc huyện Lạc Dương ngày càng được nâng cao. Hạ tầng kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa của huyện Lạc Dương được đầu tư ngày càng hoàn thiện. Mới đây là cái thay đổi cái là địa phương mình, xã mình là thấy trong thôn mình thì thấy là cái bà con mình là rất là phát triển mạnh hơn. Phần tiền thứ nhất là vấn đề cái văn hóa xã hội về con em mình học hành đầy đủ lên trường lên lớp. Cái thứ hai là cái vấn đề đường xã đi lại thì cũng rất thuận lợi, mà nhất là xe dọc đường nó thôn á. Thì cũng có hiện nay là đường đi trên vương là đường đi mà trong thôn các thôn thì nó có liên quan với thôn là thì bà con đi cùng thôn lại rất nhiều. Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển nhanh vượt bậc. Từ một nền sản xuất lạc hậu chủ yếu là du canh du cư, phát nương làm rẫy, đến nay nền nông nghiệp đã phát triển đến trình độ của sản xuất hàng hóa. Với tiềm năng lợi thế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên đất đai, nguồn nước, nguồn nhân lực và điều kiện sinh thái phù hợp cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nhất là những loại nông sản có ưu thế như rau, hoa cao cấp, có nguồn gốc ôn đới và á nhiệt đới. Đến nay, toàn huyện đã có 738 hectare sản xuất nông nghiệp trong nhà kính, thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích đất canh tác đạt 225 triệu trên một hectare. Trong đó, diện tích trồng rau trong nhà kính đạt 500 đến 800 triệu một hectare một năm. Diện tích trồng hoa ước đạt 800 đến 1 tỷ đồng một hectare một năm. Riêng hoa li li cho thu nhập 2 tỷ đồng một hectare một năm. Trên địa bàn huyện đã được phê duyệt 4 khu và một vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó có một khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quốc gia được Thủ tướng phê duyệt tại xã Đa Sa, với quy mô trên 200 hectare, thu hút hơn 28 doanh nghiệp, 4 hợp tác xã, 2 trang trại đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, một số doanh nghiệp đang triển khai sản xuất rất có hiệu quả. Với sự nỗ lực của các cấp các ngành, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở, nhìn chung sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm và phát triển theo định hướng đã đề ra. Huyện đã tích cực khuyến khích, thu hút triển khai ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất,
chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, thâm canh tăng diện tích, sản lượng, chất lượng sản phẩm. Phối hợp mở rộng thực hiện các dự án, mô hình liên kết sản xuất với các nhà đầu tư, đặc biệt là ICOM, IDH, TH, công ty trách nhiệm hữu hạn Jones, Ladofa, để hướng đến ổn định đầu ra cho nông sản. Huyện cũng đã ban hành quy trình tạm thời kỹ thuật chăm sóc cây cà phê trên địa bàn huyện, ký cam kết bản ghi nhớ hợp tác liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, phê duyệt chuỗi giá trị liên kết tiêu thụ sản phẩm đối với một số loại nông sản chủ lực của địa phương như cà phê, atiso và trồng rau hữu cơ. Tất nhiên để làm được cái điều mà không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì tất nhiên cái tiền mà tốn vào cho nhân công mà sử dụng bằng tay về bắt sâu và bắt sâu rầy thì nó phải nhiều hơn khi người ta sử dụng dụng thuốc. Nhưng với cái tâm niệm của tôi là tôi quyết tâm tất nhiên ta sẽ giảm cái lãi suất đi, cái lời hàng tháng đi, để đem lại cái sức khỏe cho người tiêu dùng. Cái điều tôi tâm niệm là nó như vậy. Thì trong quá trình thì coi như bản thân tôi thì coi như đi mà coi như gặp bạn bè thì coi như cái giống mà coi như cái giống mới á thì nó có hiệu quả hơn, tinh tế hơn. Thì sau đó thì coi như bản thân tôi thấy như thế, nó có hiệu quả hơn thì thành thử là coi như để học, để tiếp xúc làm như thế nào để có hiệu quả sau này, để coi như mình biết để mình gây dùng. Sau đó thì mình nếu đạt được, có kinh tế hiệu quả được thì coi như mình để chuyển cho bà con mình để phát triển hơn. Về lâm nghiệp, toàn huyện có 114.976 hectare tổng diện tích đất tự nhiên, trong đó rừng đặc dụng 61.395,38 hectare, chiếm 46,4%. Rừng phòng hộ đầu nguồn 71.041,31 hectare, chiếm 53,6%. Rừng Lạc Dương có trữ lượng gỗ rất lớn, nhiều chủng loại. Đây cũng là nơi có nhiều động thực vật quý hiếm, nhiều cánh đồng cỏ rộng lớn, thuận lợi cho việc chăn nuôi đại gia súc. Những năm qua, huyện thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, đất đai, khoáng sản, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô. Lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời, đúng quy định các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép. Nên số vụ, diện tích vi phạm năm sau giảm đáng kể so với năm trước. Công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho các hộ dân, đơn vị tập thể được chú trọng. Đến nay, toàn huyện đã có 104.142 hectare rừng được giao cho 3.056 hộ dân và 13 đơn vị tập thể nhận quản lý bảo vệ. Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển và tăng trưởng so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực, nhóm sản phẩm: điện, nước, khai khoáng, chế biến, thủ công mỹ nghệ, dệt thổ cẩm. Huyện Lạc Dương là vùng đất được thiên nhiên và con người thêu dệt nên những khung cảnh thiên nhiên đầy lãng mạn, diệu kỳ của hồ Đan Kia Suối Vàng, núi Lam Giang và những đồi thông ngút ngàn tầm mắt. Nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển, Lạc Dương có khí hậu quanh năm mát mẻ với nhiệt độ trung bình từ 18 đến 20 độ C. Là huyện miền núi, Lạc Dương có địa hình tương đối phức tạp với nhiều núi cao, tạo ra những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Với độ che phủ rừng chiếm 85%, huyện Lạc Dương có rất nhiều lợi thế về du lịch, từ những khu rừng đầu nguồn, vườn quốc gia, vườn bảo tồn thiên nhiên bởi cảnh quan đẹp, môi trường thiên nhiên trong lành và nguồn động thực vật đa dạng. Nhiều cá thể quý hiếm, sinh vật cảnh dồi dào. Ngoài ra, đồng bào các dân tộc huyện Lạc Dương còn có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc với những lễ hội truyền thống, không gian cồng chiêng thu hút sự quan tâm, tìm hiểu của du khách trong và ngoài nước. Trên cơ sở định hướng phát triển du lịch chung của tỉnh, trong những năm qua, huyện Lạc Dương đã phối hợp với các sở ngành liên quan của tỉnh tiến hành quy hoạch các điểm, các khu du lịch cho phù hợp nhằm khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh của huyện về du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, đồng thời giữ gìn cảnh quan môi trường sinh thái. Qua đó, nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trên địa bàn huyện đã có trên 10 dự án phát triển du lịch, dịch vụ du lịch đang triển khai với số vốn đăng ký 1.305,153 tỷ đồng.
đã thực hiện 216,17 tỷ đồng. Tính từ năm 2015 đến nay, lượng khách đến tham quan trên địa bàn huyện Lạc Dương đạt 3,2 triệu lượt khách, bình quân hàng năm tăng từ 10 đến 12%, trong đó khách quốc tế chiếm 1,4%. Tổng doanh thu du lịch trên địa bàn huyện Lạc Dương đạt 236 tỷ đồng. Mình từ Bắc Giang mới vào đây thăm thì thấy rằng cái cuộc đua này rất là ý nghĩa. Thứ nhất là mang tính đặc trưng cho vùng miền ở đặc trưng khu vực này. Thứ hai cũng nêu bật được cái văn hóa cho cái đồng bào ở nơi đây. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, sự nghiệp trồng người ở Lạc Dương cũng đang trên đà khởi sắc. Từ một huyện mà đại bộ phận người dân không biết chữ, đến nay huyện Lạc Dương đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Mạng lưới trường lớp đã hoàn thiện theo hệ thống giáo dục quốc dân, đội ngũ giáo viên từng bước được củng cố, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học được quan tâm đầu tư, chất lượng giáo dục được nâng lên. Đến năm 2018, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện đã được nâng lên con số 16 trường, đạt tỷ lệ 76,2%. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, mạng lưới y tế, đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất phục vụ khám chữa bệnh được tăng cường, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Từ năm 2005, huyện đã thanh toán được bệnh phong, dịch sốt rét. Đến nay, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chỉ còn 14%. 100% trạm y tế có bác sĩ và nửa hộ sinh trung học. 50% trạm y tế có cán bộ dược. 100% thôn tổ dân phố có y tá thôn bản. Và đã có 4 trên 6 trạm y tế đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục thể thao tiếp tục phát triển, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, động viên toàn dân hăng hái tham gia phát triển kinh tế xã hội. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu. Năm 2018, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 80%, tỷ lệ thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 90%. Cùng với việc phát triển các giá trị văn hóa tiên tiến, văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc bản địa cũng được bảo tồn và phát huy giá trị trong điều kiện mới. Huyện Lạc Dương sau 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay đã có nền kinh tế phát triển toàn diện, đời sống dân chân từng bước được nâng lên ổn định, ấm no, hạnh phúc. Trải qua những năm tháng thăng trầm của cuộc sống, từ những buôn làng hoang sơ, từ những ngôi nhà váng, nay đã là nhà cao tầng, những con đường đất lầy lội vào mỗi mùa mưa, cát bụi vào mùa nắng, nay là những con đường nhựa, đường bê tông phẳng lì. Từ một huyện có xuất phát điểm thấp, hạ tầng kinh tế xã hội vô cùng thiếu thốn, đến nay, ngoài tuyến quốc lộ 27C nối Đà Lạt với Nha Trang, đường Trường Sơn Đông nối Đà Lạt với các tỉnh Tây Nguyên, toàn huyện đã có 100% xã, thị trấn có đường nhựa đến tận trung tâm. Đường giao thông nông thôn cơ bản đã đến các khu dân cư, khu sản xuất tập trung. Đến nay, toàn huyện đã có 35 trên 35 thôn tổ dân phố được kéo điện lưới quốc gia. Số hộ có điện đạt tỷ lệ 99,8%. Về cơ bản, thông tin liên lạc đã thông suốt đến các địa bàn. Đã phủ sóng điện thoại di động đến 6 xã, thị trấn. Sóng truyền hình đã đến được các xã vùng sâu vùng xa. 97% dân số đã được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Hệ thống giao thông được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn chỉnh, góp phần rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội. Là một huyện thuần nông, với điểm xuất phát thấp, lại có tới 71,57% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ lâu, Lạc Dương vẫn là một trong những địa phương khó khăn của tỉnh. Tuy chỉ có 6 đơn vị hành chính, nhưng huyện Lạc Dương lại có 2 xã và 2 thôn nghèo thuộc diện được đầu tư theo chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của chính phủ. Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của nhà nước, từ các chương trình mục tiêu quốc gia, cộng với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương và sự nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân, công cuộc xóa đói giảm nghèo của huyện Lạc Dương đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng.
năm 2005, trên địa bàn huyện đã cơ bản không còn hộ đói. Số hộ nghèo bình quân hàng năm giảm từ 4 đến 5%. Năm 2018, toàn huyện chỉ còn 5,2% hộ nghèo. Riêng tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 7,3%, thấp hơn tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo của toàn tỉnh. Đến nay, huyện Lai Dương đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2020, huyện Lai Dương trở thành huyện nông thôn mới. Sau 40 năm thành lập, kể từ năm 1979 đến nay, Đảng bộ huyện Lai Dương đã trải qua 10 kỳ đại hội. Qua từng thời kỳ lịch sử cụ thể, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào sự thắng lợi chung về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương, đưa huyện Lai Dương từng bước khởi sắc trên đà phát triển. Công tác chính trị tư tưởng được xác định là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nên đảng bộ, chính quyền các cấp đã luôn quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của đảng. Trong từng giai đoạn cụ thể, huyện ủy và cấp ủy đảng các cấp đã tích cực triển khai học tập, quán triệt, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo sự đồng thuận cao về nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng trong đảng, trong xã hội, đấu tranh bác bỏ những quan điểm tư tưởng sai trái, phản động, chống lại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, tạo tiền đề cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong suốt 40 năm qua. Công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên đạt được kết quả quan trọng. Từ khi mới thành lập huyện, với ban cán sự đảng chỉ có 58 đảng viên. Đến năm 1990, có 17 tổ chức cơ sở đảng và 161 đảng viên. Đến năm 1999, có 21 tổ chức cơ sở đảng và 332 đảng viên. Trải qua 10 kỳ đại hội, đến nay toàn đảng bộ huyện lên 1.331 đảng viên. Có 50% chi bộ thôn tổ dân phố thành lập cấp ủy, vượt kế hoạch đề ra. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, năm sau cao hơn năm trước. Năm 1990, toàn đảng bộ chỉ có 11,8% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 64,7% đạt loại khá và 23,5% yếu kém. Năm 1999, có 47,6% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 52,4% đạt loại khá. Thì đến năm 2018, có 28 tổ chức cơ sở đảng đánh giá xếp loại, trong đó có 6 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 22 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bộ máy nhà nước từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố kiện toàn. Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực ngày càng tiến bộ, hiệu lực hiệu quả được nâng lên, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có những chuyển biến tích cực, có phần quan trọng vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, động viên các tầng lớp dân dân, các dân tộc, các tôn giáo cùng tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn dân cư, chung sức chung lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở ngày càng trưởng thành về mọi mặt. Đến nay, có khoảng 90% cán bộ công chức viên chức cấp huyện có trình độ đại học trở lên, gần 100% công chức cấp xã đạt chuẩn. Qua mỗi thời kỳ, đội ngũ cán bộ công chức viên chức luôn gương mẫu đi đầu, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện. Có thể nói là sau chặng đường 40 năm hình thành và phát triển, thì Lạc Dương chúng ta đã có những cái bước phát triển rất là tốt. Từ một cái địa phương chúng ta nhiều khó khăn, thì đến nay thì có thể chúng ta đã thấy được là về mặt kinh tế, chúng ta đã chuyển dịch kinh tế đúng hướng với những cái tiềm năng lợi thế của Lạc Dương. Từ một cái huyện mà còn khó khăn lo bữa cơm cho bà con, thì đến nay là thu nhập bình quân của chúng ta đã đạt gần 40 triệu đồng. Về mặt những cái lợi thế kinh tế của địa phương như là nông nghiệp,
công nghệ cao như là du lịch đã được phát huy, từng bước đưa Lạc Dương có những cái thương hiệu tốt. Về sản xuất nông nghiệp thì chúng ta thấy là địa phương chúng ta đã có mức thu nhập bình quân trên 1 hectare đạt 250 triệu. Đây cũng là một cái bước phát triển rất tốt so với bình quân chung cả tỉnh là khoảng 170 triệu, cả nước là khoảng gần 100 triệu. Chúng ta cũng có rất nhiều mô hình về nông nghiệp công nghệ cao của các doanh nghiệp nước ngoài như Nhật Bản, như Hàn Quốc, như Thái Lan, Đài Loan, Liên bang Nga. Đây cũng là những cái doanh nghiệp mà phát huy những cái lợi thế của địa phương. Trên lĩnh vực du lịch thì chúng ta cũng đã có những cái bước chuyển mình rất là tốt. Đó là tính đến năm 2018 thì huyện Lạc Dương đã đón 1,6 triệu khách du lịch. Chúng ta phát huy được không gian văn hóa cồng chiêng ở Tây Nguyên. Toàn huyện nó có trên 10 câu lạc bộ cồng chiêng. Hàng tối chúng ta đón hàng ngàn khách du lịch về với Đà Lạt để tham quan, tham gia các chương trình sinh hoạt cộng đồng. Chúng ta cũng có nhiều cái điểm du lịch sinh thái, du lịch tham quan như là Làng Bi An, Thung Lũng Vàng, Làng Cù Lần, Vườn Quốc gia Bi Đúc Đôi Bà và nhiều cái điểm du lịch canh nông cũng đã phát huy được cái hoạt động du lịch ở tại địa phương. Về cả cái lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng thì có thể nói là năm 1979 thì gần như cơ sở hạ tầng của Lạc Dương là hoàn toàn là khó khăn. Và đến năm 2004, sau khi chúng ta thực hiện cái nghị quyết của chính phủ tách ba xã khu vực Đầm Ròn về huyện Nam Đông, thì cơ sở hạ tầng của huyện Lạc Dương cũng gần như là ban đầu chưa có gì. Chúng ta chỉ có khoảng 2 km đường nhựa từ cầu Phước Thành lên tới Lang Giang. Sau này thì tiếp tục là chúng ta được đầu tư và đến nay thì có thể nói là hạ tầng để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của Lạc Dương là đã được đầu tư cơ bản, cũng đang từng bước có những cái chuyển biến tích cực. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững cũng đã được đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện thực hiện một cách hiệu quả. Đến nay chúng ta cũng đã có 3/5 xã là hoàn thành nông thôn mới. Và chương trình giảm nghèo thì đến nay chúng ta cũng đã có 5.2% là hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn 7.3%, thấp hơn cái mức chung hộ đồng bào dân tộc của cả tỉnh. Có thể nói như thế là chúng ta cũng đã thấy được là những cái bức tranh chuyển biến rất là tích cực. Trong giáo dục thì chúng ta đã đến kết thúc năm 2018 thì chúng ta có 76.2% trường đạt chuẩn quốc gia. Đây cũng là cái mức cao hơn bình quân chung của cả tỉnh, thể hiện một cái sự nỗ lực cố gắng của đảng bộ và chính quyền và nhân dân huyện trong nỗ lực học tập, lao động, sản xuất. Về đối với an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thì chúng ta luôn luôn giữ vững được ổn định. Mặc dù trong thời kỳ đầu thì chúng ta cũng khó khăn trong việc chống các cái đối tượng phun rô, nhưng mà đến nay thì có thể nói là an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Lạc Dương là đảm bảo để cho nhân dân yên tâm sinh sống, phát triển sản xuất, các nhà đầu tư cũng có yên tâm để đầu tư ở trên địa bàn Lạc Dương. Những thành tựu đã đạt được trong 40 năm qua là hết sức to lớn, tạo tiền đề rất quan trọng cho sự phát triển cho những năm tiếp theo. Tuy vậy, trên con đường đi lên, Lạc Dương vẫn còn nhiều thử thách, từ đặc điểm của một huyện có xuất phát điểm thấp, quy mô nền kinh tế nhỏ bé, chất lượng phát triển chưa cao, cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng chưa phát triển, việc khai thác các tiềm năng thế mạnh mới chỉ đạt kết quả bước đầu. Một số vấn đề xã hội như việc làm, y tế, giáo dục vẫn còn cần tiếp tục quan tâm giải quyết, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Để từng bước đưa Lạc Dương ngày càng phát triển về kinh tế xã hội, mạnh về quốc phòng an ninh, từ nay đến năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Dương phải nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Có thể nói là chúng ta thực hiện nghị quyết đại hội 10 của huyện Đảng bộ thì
huyện ủy cũng đã ban hành các cái nghị quyết chuyên đề để xác định tập trung vào các cái lợi thế của địa phương. Trong đó có ba cái nội dung nghị quyết rất quan trọng, đó là về hạ tầng đồng bộ để phát triển, thứ hai là về nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, và thứ ba là du lịch chất lượng cao. Có thể nói ra đây là những cái thế mạnh, lợi thế và những cái tiềm năng của địa phương cần được chúng ta quan tâm để tập trung đầu tư. Từ những cái nghị quyết như thế thì trong thời gian tới đây chúng ta tiếp tục phát huy. Thứ nhất đó là tập trung vào đầu tư các cái hạ tầng đồng bộ để phục vụ cho phát triển. Đó là hoàn thiện được cái hệ thống giao thông kết nối với các cái địa phương khác. Đó là quốc lộ 27C, đó là dự án đường Trường Sơn Đông nối với Đắk Lắk và các tỉnh miền Trung. Đó là các cái đường để nối với thành phố Đà Lạt, nối với huyện Lâm Hà, huyện Đam Rông và các cái hệ thống đường xá giao thông phục vụ cho cái sản xuất nông nghiệp. Chúng ta phải tập trung đầu tư hạ tầng, kể cả là điện, kể cả là thủy lợi, kể cả là nước sinh hoạt, kể cả là các cái hạ tầng viễn thông, môi trường để giúp cho cái việc là phát triển kinh tế xã hội của huyện. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải tập trung huy động các cái nguồn lực, kêu gọi các nhà đầu tư để tập trung xây dựng chế biến sâu các cái sản phẩm nông nghiệp lợi thế của địa phương để nâng cao cái giá trị, gắn với đó là xây dựng các cái chuỗi liên kết để làm sao cái việc sản xuất của người nông dân đảm bảo được là việc thị trường sẽ bao tiêu và có cái hiệu quả cao. Thứ ba là kêu gọi và thực hiện các cái dự án du lịch ở trên địa bàn, đặc biệt đó là khu du lịch Đăng Kia Suối Vàng đã được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch. Chúng ta phải cùng nỗ lực cùng với các ban ngành của tỉnh để tập trung thực hiện tốt cái dự án Đăng Kia Suối Vàng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ huy động xã hội sẽ tham gia tích cực các cái dự án có tiềm năng như du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, du lịch canh nông. Đó là những cái hoạt động mà cần phải tập trung thu hút. Thứ tư là thực hiện tốt cái chương trình mục tiêu xây dựng, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó gắn làm sao là chúng ta phấn đấu năm 2020 thì chúng ta hoàn thành huyện nông thôn mới với những cái kết quả tích cực. Đồng thời thì chúng ta tổ chức để làm sao xây dựng các cái dự đề án cảnh quan bền vững để tập trung giảm người nghèo xuống cái mức thấp so với bình quân chung của cả tỉnh. Đồng thời chúng ta xây dựng về một cái nền sản xuất, về một cái đời sống của nhân dân đảm bảo làm sao không có những cái người còn phải ở lại phía sau. Tất cả chúng ta cùng nỗ lực. Thứ năm là để làm được những cái điều này thì một trong những cái vấn đề rất quan trọng đó là hoạt động của bộ máy chính quyền. Thì tới đây thì huyện Lạc Dương sẽ tập trung xây dựng chính quyền điện tử trên một cái tinh thần là quyết liệt, để làm sao là tăng cái sự hài lòng của nhân dân, phục vụ tốt nhất cho nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Và cuối cùng thì đó là vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chúng ta tiếp tục quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân để làm sao là mọi người dân ở trên địa bàn được có một cái cuộc sống ấm no, an toàn, hạnh phúc. Các nhà đầu tư sẽ tin tưởng đến với Lạc Dương với một cái niềm tin là hết sức an toàn và đầu tư hiệu quả. Ngày nay, huyện Lạc Dương đang đứng trước thời cơ vận hội để phát triển, đồng thời cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn thử thách. Với truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà, bằng kinh nghiệm thực tiễn qua 40 năm xây dựng, cùng với sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúng ta tin tưởng nhất định sẽ giành được thắng lợi mới, xây dựng Lạc Dương vững mạnh về quốc phòng an ninh, giàu về kinh tế, đẹp về cảnh quan, về văn hóa con người, góp phần cùng với Lâm Đồng và cả nước đi tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Xin cảm ơn quý vị đại biểu đã theo dõi phóng sự về huyện Lạc Dương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu,
Trong 40 năm qua, trải qua nhiều thời kỳ xây dựng, hình thành và phát triển, huyện Lạc Dương đã nhận được nhiều công lao đóng góp của các thế hệ lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Để cảm nhận rõ hơn về những điều đó, tiếp theo chương trình, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Văn Phước, nguyên Bí thư Huyện ủy Lạc Dương lên phát biểu cảm tưởng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh, Đương đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Kính thưa đồng chí Trần Đức Quân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân tỉnh. Kính thưa các đồng chí, kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân. Hôm nay, trong không khí tưng bừng phấn khởi chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Lạc Dương, tôi rất vinh dự và tự hào được về đây tham dự lễ kỷ niệm này. Lời đầu tiên cho phép tôi xin thay mặt cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, kính chúc các đồng chí, các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân, tôi là thế hệ cán bộ từ những ngày đầu tái thành lập huyện. Tháng 9 năm 1978, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ra quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng huyện Lạc Dương và 7 đội công tác. Tôi được tổ chức phân công về làm đội phó đội công tác 4 Cà Long và Đưng Cà Nớ. Đây là xã Đà Long thuộc huyện Đam Rông và Đưng Cà Nớ thuộc huyện Lạc Dương. Tháng 3 năm 1979, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định giải thể đội công tác, thành lập 5 xã. Tôi được Ban Cán sự Đảng điều động về làm trưởng ban kiểm tra đảng của huyện. Đến giữa nhiệm kỳ đại hội 2, tháng 10 năm 1984, tôi được bầu bổ sung vào Ban chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy, phân công trực đảng. Tại đại hội 3, năm 1986 đến năm 1988, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy. Đại hội 4 đến đại hội 7, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy. Tháng 6, 2003, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động tôi về làm Bí thư Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh và nghỉ hưu từ đầu năm 2006 đến nay. Từ buổi đầu mới thành lập huyện, Lạc Dương gặp rất nhiều khó khăn, thử thách. Cùng một lúc vừa phải tập trung xây dựng và củng cố tổ chức đảng, bộ máy chính quyền các cấp, giữ vững chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vừa phải tổ chức sản xuất để ổn định cuộc sống cho nhân dân. Trong điều kiện lực lượng phản động phun rô, chống phá quyết liệt, dân cư phân tán, sản xuất lạc hậu, chủ yếu là du canh du cư, mặt bằng dân trí thấp, dịch bệnh hoành hành, kết cấu hạ tầng thấp kém, đời sống của người dân hết sức khó khăn. Tuy khó khăn là vậy, nhưng với sự đồng sức, đồng lòng, chung nhau đoàn kết, với một quyết tâm cao, đảng bộ và nhân dân Lạc Dương chúng ta đã cùng nhau vượt qua được những khó khăn đó. Hôm nay, nhìn vào những thành quả mà huyện nhà đã đạt được trong thời gian qua, chúng tôi là những người cán bộ, những thế hệ đi trước vô cùng phấn khởi, tự hào. Từ chỗ cơ sở vật chất hết sức yếu kém, những con đường dẫn xuống các thôn xã lầy lội khó đi đã, thì đến nay hầu hết như mọi người đều được sử dụng điện lưới quốc gia. Về văn hóa, thông tin liên lạc đã thông suốt đến các địa phương, đến các địa bàn trong xã. Hệ thống giao thông được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn chỉnh. Hệ thống đường bê tông nhựa hóa đã về đến các
thôn, tổ dân phố góp phần rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Các thiết chế văn hóa xã hội được tăng cường đầu tư xây dựng, các tiềm năng thế mạnh của huyện đang từng bước phát huy hiệu quả, đặc biệt là thế mạnh về du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần quan trọng vào tăng cường kinh tế của địa phương, bộ mặt nông thôn và thành thị đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo được nhân dân rất đồng tình và ủng hộ. Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân, những thành tựu công sức của đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Dương sau 40 năm thành lập là hết sức phấn khởi và tự hào. Trong dịp này, những người cán bộ của huyện nay đã nghỉ hưu như chúng tôi vô cùng tin tưởng và mong muốn phát huy những thành quả đã đạt được để góp phần làm cho quê hương Lạc Dương của chúng ta ngày càng phát triển hơn nữa. Một lần nữa, tôi xin được thay mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của huyện qua các thời kỳ kính chúc sức khỏe các đồng chí, chúc buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn các vị. Thay mặt ban tổ chức, xin cảm ơn đồng chí Trần Văn Phước, nguyên bí thư huyện ủy Lạc Dương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, từ khi hình thành đến nay, trong quá trình xây dựng và phát triển, huyện Lạc Dương luôn nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo kịp thời của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự hỗ trợ giúp đỡ của các cơ quan ban ngành của tỉnh Lâm Đồng. Đến dự lễ kỷ niệm hôm nay, chúng ta rất vui mừng được chào đón sự hiện diện của đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Đoàn Văn Việt lên phát biểu chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo huyện Lạc Dương các thời kỳ. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đồng bào, đồng chí. Hôm nay tôi rất vui mừng tới dự lễ kỷ niệm 40 năm hình thành và phát triển của huyện Lạc Dương ngày 14 tháng 3 năm 1979, 14 tháng 3 năm 2019. Thay mặt cho tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi xin gửi đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Dương cùng toàn thể quý vị đại biểu lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đồng bào và đồng chí, là một huyện được tái lập từ ngày 14 tháng 3 năm 1979 theo quyết định số 116 của Hội đồng Chính phủ. Từ chỗ là một huyện nghèo, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, lúc đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến hơn 98%. Địa phương phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, thách thức như địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, giao thông đi lại rất khó khăn, an ninh trên địa bàn hết sức phức tạp. Nhưng dưới sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, của các bộ ngành trung ương, cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, đến nay, huyện Lạc Dương đã trở thành một vùng đất trù phú, đông dân cư đến sinh sống và lập nghiệp, có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế xã hội và chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh như trong phần báo cáo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện vừa qua. Trong những năm qua, kinh tế của huyện tăng trưởng tương đối cao. Trong giai đoạn 2010-2015 thì tốc độ tăng trưởng bình quân của chúng ta là 16%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng là tăng cái tỷ trọng công nghiệp xây dựng cũng như dịch vụ. Đến năm 2018 thì thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 37,5 triệu. Con số này còn thấp hơn bình quân chung của tỉnh là khoảng 60 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo của chúng ta giảm nhanh và bền vững hơn.
Nếu như năm 2010 chúng ta có 14% theo tiêu chí cũ, thì đến nay thì chúng ta tiêu chí nghèo đa chiều thì chúng ta chỉ còn 5,2% số hộ là hộ nghèo. Trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ là 7,3%. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, nhất là các công trình phục vụ dân sinh, phát triển về nông nghiệp, nông thôn. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Chúng ta đã có 3 trên 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa xã hội cũng đã có bước phát triển trong sự gắn kết giữa kinh tế với văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội trên địa bàn. Sự nghiệp giáo dục đào tạo được quan tâm, được tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, về đội ngũ. Trường lớp được mở rộng hoàn thiện mạng lưới trường lớp và tỷ lệ này các trường chuẩn thì chúng ta đạt trên 72%. Công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể được chú trọng và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở không ngừng được củng cố. Để đạt được những thành tựu to lớn đó chính là sự kết tinh trí tuệ, công sức, mồ hôi và xương máu của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Dương trong quá trình đấu tranh cách mạng và lao động sáng tạo trên mảnh đất thân yêu này. Nhân dân Lạc Dương có quyền tự hào về những thành tích đã đạt được và tôi cũng tin tưởng rằng những thành tích đó sẽ tiếp tục được phát huy, nhân rộng trong thời gian sắp đến. Xin được thay mặt cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Dương đã đạt được trong 40 năm vừa qua. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đồng bào, đồng chí. Nhìn lại chặng đường 40 năm hình thành và phát triển của huyện Lạc Dương, bên cạnh những thành tích và kết quả đạt được, chúng ta cũng còn có nhiều trăn trở, địa phương cũng còn nhiều khó khăn. Đó là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, liên kết sản xuất, tìm đầu ra cho nông sản thực hiện, thì việc thực hiện này còn chậm. Kinh tế tập thể và ngành chăn nuôi thì còn chậm phát triển. Đặc biệt là việc phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, tình trạng san ủi, cải tạo đất, khai thác khoáng sản bất hợp pháp vẫn còn xảy ra ở không ít nơi, địa điểm trong huyện, gây ra nhiều thách thức cho công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Kết quả giảm nghèo của chúng ta là đạt hiệu quả, nhưng tỷ lệ như thế thì vẫn còn thấp. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao hơn so với bình quân chung của toàn tỉnh. Chất lượng giáo dục thì nhìn chung cũng còn nhiều khó khăn và hạn chế. Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn còn xảy ra trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của một bộ phận người dân thì cũng còn gặp những khó khăn. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định. Tội phạm, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng trên nhiều cái vùng đất mà trước đây hết sức là bình yên. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, trong thời gian tới, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Dương tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục được những hạn chế tồn tại với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tự lực tự cường, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững, đồng thời giữ vững an ninh quốc phòng địa phương. Trong đó xin đề nghị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Một là chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phù hợp với những tiềm năng và thế mạnh của địa phương, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh vào sản xuất nhằm tăng giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích. Đây là một kết quả mà những năm gần đây Lạc Dương của chúng ta có một cái chuyển biến rất mạnh mẽ và khá đồng bộ trên nhiều xã, thị trấn trong huyện. Cần kết nối du lịch với thành phố Đà Lạt, với thành phố Nha Trang và các địa phương có thế mạnh. Cần khai thác tốt du lịch khám phá, du lịch thám hiểm, du lịch kênh nông và trong tổng thể chương trình chung của du lịch Đại Ngàn. Cần tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ, đặc biệt là đối với khu du lịch quốc gia Đăng Kia Suối Vàng mà chúng ta sẽ công bố, đã công bố quy hoạch và sắp đến chúng sẽ tập trung triển khai cái dự án quan trọng này. Cần tập trung khai thác tốt cái khu dự trữ sinh quyển thế giới Lambian để làm đúng đầy đủ chức năng của một khu vườn quốc gia và khu dự trữ sinh quyển thế giới.
để chúng ta phấn đấu du lịch sẽ sớm trở thành cái ngành kinh tế động lực của huyện, mà như trong nhiều phát biểu vừa qua chúng ta đã thấy quyết tâm của lãnh đạo huyện. Đẩy mạnh công tác quản lý và bảo vệ rừng, thực hiện tốt chính sách giao khoán bảo vệ rừng, phát triển kinh tế rừng, thường xuyên bám sát địa bàn cơ sở để kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm những hành vi liên quan đến việc phá rừng, khai thác lâm phá sản, lấn chiếm, san ủi, san nhượng đất lâm nghiệp trái phép. Chúng ta càng để mất rừng, chúng ta không làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng thì chúng ta sẽ mất đi cái thế mạnh của huyện Lạc Dương trong phát triển kinh tế. Cần quản lý và khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, cải thiện chất lượng môi trường, xử lý ô nhiễm nhất là tại khu vực dân cư, ở lòng hồ, sông, suối và xử lý hiệu quả rác thải trong nông nghiệp, bởi vì chúng ta là đầu nguồn của nhiều địa phương trong tỉnh và gần nhất đó là thành phố Đà Lạt. Hai là cần tiến hành rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương cả những năm trước mắt và lâu dài. Cần đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất hợp lý, dành quỹ đất hợp lý cho thu hút các dự án về đầu tư phát triển dịch vụ du lịch, công nghiệp chế biến nông sản, các công trình phúc lợi xã hội, hệ thống đường giao thông nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa cộng đồng. Tỉnh rất quan tâm và cùng chia sẻ với các đồng chí trong việc kết nối giao thông đối ngoại, và đó không chỉ là kết nối cho sự phát triển của Lạc Dương mà còn là sự kết nối phát triển cho cả tỉnh Lâm Đồng. Đấu nối của chúng ta với quốc lộ 27C, đấu nối với chúng ta với Đà Lạt, đối nối với chúng ta với đường Trường Sơn Đông để kết nối với các tỉnh Tây Nguyên, và đấu nối với chúng ta với huyện Rạm Rong và một phần đó là vùng đất của Lạc Dương của chúng ta trước đây, thì đó là những nhiệm vụ mà chúng tôi cũng rất chia sẻ và tỉnh cũng sẽ có trách nhiệm để cùng với địa phương của chúng ta tích cực giải quyết những cái vấn đề mà chúng ta bức xúc và quan tâm vì cái sự đầu tư hạ tầng để cho thúc đẩy sự phát triển của huyện. Và tôi xin khẳng định phát triển của huyện Lạc Dương thì đó cũng chính là sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng. Thứ ba là thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của nhân dân, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, giảm nghèo nhanh hơn ở các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người có công. Chúng ta cần tập trung quan tâm nhiệm vụ bảo tồn văn hóa dân tộc của bản địa, tạo ra một sự độc đáo, sự hấp dẫn và trường tồn trong không gian văn hóa cồng chiêng của Lâm Đồng và của Tây Nguyên. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất giảm nghèo. Và tôi cũng rất ủng hộ, đó là chúng ta quyết tâm phấn đấu đến năm 2020 huyện Lạc Dương đạt chuẩn huyện nông thôn mới, và muốn như thế thì chúng ta còn hai xã nông thôn mới thì cần phải tập trung rà soát để chỉ đạo đầu tư phát triển để được công nhận là xã nông thôn mới, đó là cơ sở để chúng ta phấn đấu của huyện nông thôn mới vào năm 2020. Thứ tư là củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, đẩy mạnh các phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, củng cố và tăng cường hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần chủ động nắm bắt và kịp thời đấu tranh làm thất bại các âm mưu cũng như thủ đoạn lợi dụng các vấn đề về dân tộc, các vấn đề về tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn của chúng ta. Thứ năm là cần quan tâm công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở đến huyện, tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm việc đổi mới sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức viên chức, khẩn trương triển khai sắp xếp thực hiện các phòng ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện để nhằm mục tiêu đó là nâng cao hiệu quả hiệu lực trong các hoạt động của chúng ta theo kế hoạch chung của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức và viên chức trên địa bàn. Thứ sáu là tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc, tập trung định canh định cư và phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp,
tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tăng cường lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội, nắm bắt tâm tư và nguyện vọng cũng như những vấn đề bức xúc trong nhân dân để kịp thời giải quyết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đồng bào, đồng chí, với những thành tích và bài học kinh nghiệm đã đạt được của chặng đường 40 năm qua, đó sẽ là cơ sở, là nền tảng, là động lực quan trọng để giúp Lạc Dương tự tin mở ra một thời kỳ phát triển mới, nhanh hơn và bền vững hơn trong thời gian tới. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Dương phát huy truyền thống và sẽ có những kết quả đạt được, sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện và sâu rộng trong công cuộc đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, xây dựng quê hương Lạc Dương ngày càng giàu đẹp, tiếp tục có những đóng góp vào quá trình phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng chúng ta. Một lần nữa xin thay mặt lãnh đạo tỉnh, xin chúc tất cả quý vị đại biểu và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Dương mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng. Cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Triều, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy lên phát biểu đáp từ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng. Kính thưa đồng chí Trần Đức Quân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân. Trong không khí tưng bừng phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hôm nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Dương long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện. Tại lễ kỷ niệm này, chúng ta vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí đại biểu khách quý đã dành sự quan tâm sâu sắc về dự và chung vui với Đảng bộ và nhân dân huyện Lạc Dương. Tại hội nghị này, chúng ta đã nghe bài phát biểu rất quan trọng của đồng chí Đoàn Văn Việt. Đồng chí đã ghi nhận những đóng góp quan trọng của huyện Lạc Dương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời gợi mở những định hướng đem lại sự khích lệ và niềm tin cho Đảng bộ và nhân dân huyện Lạc Dương trong chặng đường đi lên phía trước. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân, trong thời gian qua, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Lạc Dương đã được tiến hành với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và hào hứng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, bộ mặt nông thôn ở từng xóm, tổ dân phố, ở xã, thị trấn có nhiều đổi mới, góp phần làm cho buổi lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp và đầy ý nghĩa. Kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Lạc Dương là dịp để mỗi chúng ta tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ đi trước đã đóng góp mồ hôi, xương máu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Mỗi chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống anh hùng của Đảng bộ, quân dân toàn huyện, tinh thần đoàn kết, gắn bó yêu thương, cần cù sáng tạo, ý chí tự lực tự cường trong cuộc sống lao động sản xuất, tinh thần dũng cảm kiên cường, bất khuất trong đấu tranh cách mạng làm cho Lạc Dương có bước chuyển mình mạnh mẽ như ngày hôm nay. Đây cũng là dịp để chúng ta tin tưởng hơn, khẳng định quyết tâm trên con đường đổi mới phát triển quê hương Lạc Dương. Thay mặt Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Dương, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Thường trực, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã về dự và phát biểu chỉ đạo. Tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí, Đảng bộ và nhân dân huyện Lạc Dương xin hứa với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí đại biểu sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 Lạc Dương trở thành huyện nông thôn mới.
xây dựng huyện Lạc Dương ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin tưởng của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng và sự tin tưởng của toàn thể các đồng chí, xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Lạc Dương là địa bàn có vị trí chiến lược ở Nam Tây Nguyên và từng là căn cứ khu ủy khu 6 và xã Đa Chay được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo của các huyện, thành phố trong tỉnh và các huyện giáp danh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ và toàn thể quý vị đại biểu khách quý đã dành sự quan tâm sâu sắc về dự và động viên chúc mừng lễ kỷ niệm hôm nay. Xin cảm ơn các cơ quan báo đài, trung ương và địa phương đã về dự và đưa tin lễ kỷ niệm. Xin cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương các cơ quan, doanh nghiệp, các xã, thị trấn, cán bộ, công nhân viên và toàn thể nhân dân đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động thiết thực chào mừng 40 năm thành lập huyện, góp phần thành công của lễ kỷ niệm. Thay mặt lãnh đạo huyện, kính chúc quý vị đại biểu, các đồng chí cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, để kịp thời ghi nhận và động viên sự nỗ lực cố gắng không ngừng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân vào sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện Lạc Dương trong suốt 40 năm qua. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Đàm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, lên điều hành phần trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng 3 và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Dương, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, thưa ủy quyền của hội đồng thi đua khen thưởng trung ương, thay mặt hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Lâm Đồng, tôi xin phép thực hiện nghi lễ khen thưởng. Phần thứ nhất là nghi lễ khen thưởng bậc cao. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Duy Hải, nguyên bí thư huyện ủy Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng lên vị trí danh dự để nghe công bố quyết định và đón nhận huân chương lao động. Xin kính mời đồng chí. Tôi xin trân trọng công bố quyết định Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Chủ tịch nước số 1712 QĐ-CTN Hà Nội ngày 4 tháng 10 năm 2018 quyết định về việc tặng thưởng huân chương lao động Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam căn cứ Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 1187 ngày 10 tháng 9 năm 2018, quyết định Điều 1 tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 cho ông Nguyễn Duy Hải, Bí thư huyện ủy Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, tổ chức cho đồng bào dân tộc sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bảo tồn sắc thái văn hóa gắn với phát triển du lịch, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2, quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và ông Nguyễn Duy Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh. Xin trân trọng kính mời đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh nên trao huân chương lao động cho đồng chí Nguyễn Duy Hải. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh và xin chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Hải. Phần thứ hai là các quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ. Tôi xin trân trọng công bố quyết định thứ nhất. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Thủ tướng Chính phủ số 1536 QĐ-TTg Hà Nội ngày 13 tháng 11 năm 2018 quyết định về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ căn cứ luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013, căn cứ Nghị định số 91 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại các tờ trình 6497 và 6498 ngày 9 tháng 10 năm 2018 của Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương tại các tờ trình số 2223 ngày 29 tháng 10 năm 2018 và 2294 ngày 5 tháng 11 năm 2018, quyết định điều 1 tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích trong triển khai thực hiện chính sách kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững của tỉnh Lâm Đồng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, ký thay Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Xin trân trọng kính mời đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Dương lên vị trí danh dự để đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Xin chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Dương và xin cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tôi xin trân trọng công bố quyết định thứ hai. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Thủ tướng Chính phủ số 1006 QĐ-TTg Hà Nội ngày 10 tháng 8 năm 2018 quyết định về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ căn cứ luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005, căn cứ Nghị định số 91 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng. Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại tờ trình số 3979 ngày 28 tháng 6 năm 2018 và Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương tại tờ trình số 1366 ngày 27 tháng 7 năm 2018 quyết định điều 1 tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và ông Sử Thanh Hoài chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, ký thay Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Xin trân trọng kính mời ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân huyện Lạc Dương lên vị trí danh dự để đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Xin được chúc mừng ông Sử Thanh Hoài và xin cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phần thứ ba là quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Tôi xin trân trọng công bố quyết định. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng số 445 QĐ-UBNG Lâm Đồng ngày 12 tháng 3 năm 2019 quyết định về việc khen thưởng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật thi đua khen thưởng
ngày 26 tháng 11 năm 2003, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013, căn cứ Nghị định số 91 ngày 31 tháng 7 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thi đua khen thưởng. Xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương tại tờ trình số 28 ngày 26 tháng 12 tháng 2 năm 2019, xét đề nghị của Sở Nội vụ, quyết định điều 1 tặng bằng khen cho 6 tập thể và 5 cá nhân thuộc huyện Lạc Dương có danh sách kèm theo đã có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển huyện Lạc Dương giai đoạn 2014-2019. Điều 2, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương và các tập thể cá nhân nêu tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, Chủ tịch Đoàn Văn Việt. Sau đây là danh sách tập thể cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Một tập thể: một Văn phòng Huyện ủy Lạc Dương, hai Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương, ba Nhân dân và cán bộ thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, bốn Công an huyện Lạc Dương, năm Ban chỉ huy quân sự huyện Lạc Dương, sáu Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Lạc Dương. Cá nhân: một Ông Phạm Triều, Bí thư Huyện ủy Lạc Dương, hai Ông Trần Công Chánh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạc Dương, 3. Bà Vũ Thị Hanh, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Lạc Dương, 4. Ông Nguyễn Quang Nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Dương, và 5. Ông Lơ Mu Ha Dô, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đa Sa, huyện Lạc Dương. Xin trân trọng kính mời đại diện 6 tập thể và 5 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban tỉnh lên vị trí danh dự để đón nhận bằng khen. Xin trân trọng kính mời. Chúc mừng các tập thể và các cá nhân và xin cảm ơn đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh. Phần công bố quyết định và trao huân chương lao động cũng như quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đến đây kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Đàm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng. Tiếp theo chương trình, Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Thân Trọng Toán, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện lên điều hành phần tuyên dương 40 gương điển hình tiên tiến của huyện Lạc Dương. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng. Kính thưa đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kính thưa đồng chí Phạm Triều, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lạc Dương. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể nhân dân. Thưa ủy quyền của đồng chí Chủ tịch Ủy ban huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, tôi xin công bố quyết định tuyên dương khen thưởng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương số 173 ngày 11 tháng 3 năm 2019 quyết định tuyên dương 40 gương điển hình tiêu biểu xuất sắc kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật thi đua khen thưởng năm 2013, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng năm 2005 và năm 2013. Căn cứ Nghị định số 91 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thành một số điều của luật thi đua khen thưởng. Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện 14 tháng 3 năm 1979, 14 tháng 3 năm 2019. Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quyết định tuyên dương 40 gương điển hình tiêu biểu xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện Lạc Dương 14 tháng 3 năm 1979, 14 tháng 3 năm 2019 có danh sách cụ thể kèm theo. Các cá nhân trên được hưởng chế độ khen thưởng và giấy khen kèm theo. Điều 3, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng và các cá nhân có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành, Chủ tịch đã ký, đồng chí Sử Thanh Hòa. Xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Triều, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Sử Thanh Hòa, Phó Bí thư
huyện ủy, chủ tịch ban huyện lên vị trí danh dự để trao giấy khen và phần thưởng cho các cá nhân điển hình. Một, bà Lê Thị Bình, công chức phòng tài chính kế hoạch. Hai, bà Lã Thị Dinh, công chức phòng giáo dục và đào tạo. Ba, ông Băng Tinh Thiểu, công chức phòng dân tộc. Bốn, ông Trần Công Bình, đội trưởng đội xây dựng, phó đội trưởng đội xây dựng phong trào và phát phụ trách xã công an huyện. Lên. Năm, ông Kazan Hanik, phó tham mưu trưởng ban chỉ huy quân sự huyện. Sáu, bà Nguyễn Thị Hiền, nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo. Bảy, ông Đoàn Quang Thanh, nguyên trưởng phòng tư pháp huyện. Tám, bà Bùi Thị Xoa, hiệu trưởng trường tiểu học Đạ Sa. Chín, bà Ngô Thị Hiếu, giáo viên trường mầm non Sơn Ca. 10. Bà Đàm Thị Lan Anh, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Lán Chanh. 11. Bà Lê Thị Thùy Vân, giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Lạc Dương. 12. Ông Lê Ngọc Trấn, tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Lạc Dương. Ông Kazan Hasep, thôn 5, xã Đạ Sa. 14. Bà Cơ Xá Ca Hồng, thôn Văn Tiêng 1, xã Lát. 15. Ông Cơ Đưng Ha Dương, thôn Tư Bó, xã Đạ Chế. 16. Ông Liêng Hót Ha Giang, thôn Lán Chanh, xã Đưng Cửa Nỡ. 17. Ông Cơ Xá Ha Bình, thôn Đạ Cháy, xã Đạ Nhiêm. 18. Ông Kazan Ha Ơ, tổ dân phố Đan Kia, thị trấn Lạc Dương. 19. Ông Kazan Ha Cu, thôn 4, xã Đạ Sa. 20. Bà Ca Ngôi, thôn Long Lanh, xã Đa Cháy. 20. Tiếp theo xin trân trọng kính mời ông Bon Liêng Ha Than, thôn 1, xã Đưng Cửa Nỡ. Xin trân trọng kính mời ông Võ Văn Thành, tổ dân phố Hợp Thành, thị trấn Lạc Dương. Trân trọng kính mời ông Dương Quang Huy, bí thư chi bộ tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Lạc Dương. Xin kính mời ông Nguyễn Văn Dần, tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Lạc Dương. Xin trân trọng kính mời ông Kazan Hatem, thôn 2, xã Đạ Sa. Kính mời ông Nguyễn Văn Hòa, giám đốc Trung tâm Y tế Lạc Dương. Xin mời bà Vũ Thị Loan, nguyên phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương. Xin trân trọng kính mời ông Trịnh Văn Tiến, phó hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương. Xin mời bà Lê Thị Nga, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Lạc Dương. Xin kính mời ông Tạ Đức Tuấn, bí thư đảng ủy xã Đạ Nhiêm. Xin kính mời ông Lương Giang Ha Thuyên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đạ Cháy.
Xin trân trọng kính mời ông Lương Giang Ha Toki, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đạ Sa. Xin mời ông Phi Sơn Hà Nà Ràng, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đưng Cớ. Xin trân trọng kính mời ông Lơ Mu Ha Pôn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lát. Kính mời ông Liêng Giang Ha Phim, người ủy tướng thôn 3, xã Đạ Sa. Kính mời ông Cơ Xá Doan Bờ Lít, người uy tín thôn Păng Tiêng 1, xã Lát. Xin trân trọng kính mời ông Văn Tuấn Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn GBQ làng Cù Lần, xã Lát. Đề nghị quý vị đại biểu nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch huyện. Chúc mừng các gương tiêu biểu. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân đã về tham dự lễ kỷ niệm. Xin chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân về dự bữa cơm trưa thân mật với ủy ban tại nhà ăn ủy ban nhân dân huyện. Xin trân trọng kính mời, xin mời quý vị nghỉ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.